Văn Phi Thông xin gửi đến các cô chú, các anh chị và các bạn lời chào thân thương, cả nhà thân mến. Hôm nay ở bên Đức là ngày thứ hai, tất cả mọi người được nghỉ vì nó là ngày lễ chứng ở bên đạo Công giáo. Và Thông thấy ở ngoài trời rất là đẹp, nắng ấm và hoa tulip nở rất là đẹp luôn. Vì vậy Thông mới mời cả nhà cùng với Thông chúng ta cùng nhau dạo một vòng lâu đài cũng như là những con đường trên cái thành phố Thông đang sinh sống và làm việc nha. Đằng sau lưng của Thông đó là một cái nhà thờ cũng rất là lớn, và Thông sẽ quay từ nhà thờ vào trong lâu đài cho cả nhà xem. Gần 4 giờ chiều rồi, mặc dù là bầu trời không có trong xanh nhưng mà nắng ấm, và cả nhà nhìn thấy nguyên một cái vườn hoa rất là đẹp, có những cái hoa tulip nó đang chớm chớm nở. Ở đây á, thì mình không được phép đạp vào trong cỏ để đi vào trong kia, cho nên là mình chỉ được đứng ở ngoài ngắm thôi. Rồi bây giờ thì Thông sẽ dẫn cả nhà cùng đi vào trong lâu đài. Và đây là lâu đài cổng đằng sau nha. Cổng đằng sau thì nó có một cái vườn trồng hoa tulip rất là rộng và đẹp. 4 giờ chiều chuông nhà thờ đổ. Cả nhà thấy trời nắng một chút là mọi người đổ.
mùa đông thì người ta đem vào trong nhà, mùa hè thì họ sẽ đem ra ngoài kia. Chanh và cam.